Xin chào các bạn, bộ phim mong chờ nhất 2023 đã ra mắt. Câu chuyện kể về gia đình Scott lạc vào một thế giới lượng tử, nơi có rất nhiều những chủng tộc dị hình dị dạng khác nhau sinh sống, và họ sẽ phải đối mặt với một kẻ hắc ám cai trị hành tinh đó, khi mục đích của hắn đang muốn phá hủy các hành tinh. Ai fan của Marvel thì không thể bỏ lỡ bộ phim này, nếu các bạn chưa xem thì hãy ra rạp để tận hưởng trọn vẹn bộ phim nhé. Scott lúc này đã thành người nổi tiếng hơn cả Ngọc Trinh, từ khi anh gia nhập biệt đội siêu anh hùng Avenger tận hưởng cuộc sống với những tháng ngày tươi đẹp, còn người vợ Hope cũng tiếp quản lại công ty của cha mình, đang ngày một mang đến cho thế giới những thứ tốt đẹp nhất. Còn cô bé Cassie đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, hôm nay Scott lại được xuất đến bảo lãnh cho con gái. Khi cô chỉ hơi quậy hơn khá bảnh đã biến chiếc xe công an thành một món đồ chơi con nít mà thôi. Sau khi trở về, hai bố con lại có một cuộc tranh luận với nhau. Scott muốn Cassie không làm những chuyện điên rồ nữa. Sau đó gia đình đến nhà ông bà ngoại dùng bữa chỉ với một chiếc bánh pizza nhỏ xinh, mà hành tim đã biến thành to lớn chỉ bằng một giọt nước. Khi cả nhà đang chém gió tùm lum thì Cassie lộ ra bí mật đang cùng hành nghiên cứu khoa học về loài kiến. Sau đó dẫn cả nhà đến xem mô hình mà Cassie đã tạo ra, giới thiệu cho mọi người sáng chế này là thiết bị đặc biệt, nó có thể kết nối với thế giới lượng tử bên trong, chỉ cần gửi tín hiệu đến thông qua kính viễn vọng hạ nguyên tử, không cần vào trong mà cũng có thể khám phá nó như thế nào. Nhưng khi Janet biết Cassie gửi tín hiệu vào thế giới lượng tử thì bà đã lên tiếng ngăn lại, bắt tắt nó đi ngay lập tức, mặt tỏ vẻ lo sợ. Chưa kịp giải thích cho mọi người hiểu thì thiết bị bất ngờ khởi động lại, một ánh sáng xanh xuất hiện phóng đến tất cả mọi thứ trong căn phòng, rồi một sức mạnh hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Mọi người cũng không ngoại lệ, rơi vào một không gian huyền bí, nhưng lúc này họ lại bị tách nhau ra làm hai. Scott thấy Cassie gặp nguy hiểm nhanh chóng biến thành khổng lồ ôm lấy cô trước khi bị va đập vào những viên đá to chà bá, rồi hai bố con hạ cánh không mấy an toàn trở về hình dáng nhỏ, ngạc nhiên khi nơi đây quá huyền ảo. Chưa hết bàng hoàng thì thấy một quả cầu phát sáng, nó đang chuyển động tiến gần lại hai người đang mải ngắm thì nó lao đến tấn công với những xúc tua. Scott đã phải biến thành khổng lồ để không bị nó ăn thịt. Sau một hồi vật lộn thì đã túm được quay cho một vòng quẳng đi, nhưng sau đó lại xuất hiện một con sứa khổng lồ bay đến nữa. Đúng lúc đó một ánh sáng vàng bắn thẳng đến cho nó tanh bành, một sinh vật thân hình kỳ dị đầu vàng tay cầm chùy như những kỵ binh cùng với một đội quân cầm hàng nóng đứng trước mặt họ. Còn Hope và Hank sau khi tìm được nhau thấy những cảnh tượng kỳ lạ trước mắt mà không biết là mình đang ở đâu, còn Janet thì không thấy đâu. Hai bố con gọi đến khản cả cổ thì bà xuất hiện đột ngột đưa hai người nấp khỏi một thứ gì đó nguy hiểm. Khi Janet đã ở đây 30 năm lên, bà biết mọi sự, cho dù hai bố con Hank muốn bà giải thích cho rõ mọi ngành, nhưng bà chỉ nói ở thế giới lượng tử này rất nguy hiểm, điều trước tiên phải tìm được hai bố con Scott để trở về đã. Trên đường đi ba người đã gặp một đội quân khác đang tiến đến với những con vật lạ hoắc, họ còn được trang bị vũ khí đầy đủ như sắp chuẩn bị cho ba người về đoàn tụ sớm với tổ tiên, nhưng Janet đã bước lên để đấu với sinh vật thủ lĩnh kia. Lằng ngoằng có vài đường thì Janet xin nhẹ một bên tay, nhưng sau đó cả hai lại ôm nhau thắm thiết. Thì ra họ đã quen biết nhau khi Janet bị mắc kẹt ở đây, nhận ra nhau lên muốn giúp Janet đưa chiến mã cá đuối đến để có thể chở họ bay lượn khắp nơi tìm hai bố con Scott cùng với những khung cảnh đẹp huyền ảo trong thế giới này. Sau đó họ dừng chân tại một nơi gần như là quán rượu, nơi đây chứa đọng đủ mọi sinh vật kỳ lạ ngồi nhậu nhẹt, rồi ba người đi vào sâu bên trong đến bàn tiếp thị. Janet gọi cho hai bố con Hank một ly sâm banh, ngạc nhiên hơn khi uống vào họ nghe hiểu được ngôn ngữ nơi đây, nghe thấy mấy người dị dạng đang bàn tán về gái gù. Ngay sau đó một phi thuyền xịn sò bay đến, một người ngang nhiên bước xuống dưới những ánh mắt trầm trồ ở đấy. Ông là Grilla, một người bạn Janet đang cần tìm để nhờ sự trợ giúp tìm lại hai cha con Scott đang bị thất lạc ở đây. Grilla là một kẻ có thế lực ở thế giới lượng tử này lên sẽ dễ dàng, nhưng Janet đã tin nhầm người khi hắn bán đứng bà vì đầu quân cho kẻ chinh phục quyền năng đang tìm bắt Janet. Lúc nhận ra thì chúng đã bao vây xung quanh rồi, không còn đường thoát lên phải chiến thôi. Chỉ với mấy thằng tép diêu này không xứng tầm với gia đình kiến, nhưng chúng vẫn ồ ạt đến ngày một đông bắt mãi không hết. Lên Hành đã từng hạt pim vào con bạch tuộc khiến nó to lớn khổng lồ, dùng sức tua túm gọn Grilla và những quân lính để chạy thoát, rồi thó luôn chiếc phi thuyền lái rời khỏi đó an toàn. Còn Scott và Cassie đã bị bắt tới một bộ lạc các sinh vật lạ không hiểu ngôn ngữ lên Scott rất hoảng loạn. Khi họ đang bắt anh phải uống chất dịch màu đỏ, thưởng thức xong liền hiểu được ngôn ngữ lên anh mới khỏi hoang mang, còn biết được những người này đang trốn chạy kẻ chinh phục. Sau khi nghe Cassie giải thích thì họ mới tin hai bố con Scott không phải là gián điệp kẻ chinh phục điều đến, mà hai người cũng méo hiểu là thằng nào sao quyền lực thế. Lúc đó Gen to ra người cầm đầu bộ lạc đến.
Cô cũng kể về kẻ chinh phục đã phá hủy bóc lột chiếm nhà khi họ không vâng phục cùng nhau chống đối lại hắn, vì hắn quá mạnh lên mới phải sống trốn lui trốn lủi thế này. Sau đó Jen to ra cũng biết hai bố con Scott có liên quan tới Janet, người mà kẻ chinh phục đang tìm bắt. Biết điều này lên Jen to ra muốn đưa hai người ra khỏi đây để không bị lộ căn cứ ẩn nấp này, nhưng lúc này kẻ chinh phục đã đánh hơi thấy điều phi thuyền đến rồi. Mọi người nhận ra ba chân bốn cẳng bỏ chạy trốn nhưng không kịp, chúng đã xuống tấn công dữ dội, lao đến tàn sát mọi người. Hai bên đánh nhau một trận tung tóe, mọi thứ lúc này đều trở lên hỗn loạn vô cùng. Còn hai bố con Scott thì đang phải cong đít chạy. Scott cũng biến thành người khổng lồ để cứu Cassie khỏi nguy hiểm, rồi nấp vào một chỗ xem tình hình diễn ra sao. Cassie thì nhìn thấy Jen to ra đang bị chúng khống chế bắt giữ. Không chứng kiến được điều này, cô đã biến hình lao ra cứu Jen to ra, nhưng sau đó lại bị một tên bắn trúng đang lúc căng thẳng, thì Scott có mặt đúng lúc cứu được cô con gái. Thấy tình hình ngày càng tệ hại lên, mọi người phải bỏ dép lại chạy, thì một đoàn quân khác lao đến bắt đạn bung bét hết cả lên, khiến mọi thứ đều bị phá hủy trong chớp mắt. Sau đó một tên người máy đứng trước mặt bố con Scott hỏi thăm. Hắn chính là tên người ong Darren ở phần 1 bị Scott đánh bại. Thấy hắn vẫn sống mà chỉ còn lại một cái đầu tròn như quả bóng, Scott thì mỉa mai, còn mỗi cái đầu thì mày sống làm chó gì, khiến hắn tức giận tấn công cho hai người sấp mặt luôn, rồi nói với Scott bố mày tàn nhưng không phế nha. Khi hắn được kẻ chinh phục tái tạo lại thành một cỗ máy hủy diệt, cũng là người đã đưa mọi người tới thế giới lượng tử này. Khi Cassie đã gửi tín hiệu ở đầu phim cho hắn lên hút mọi người đến, trong khi đó Hope vẫn bỡ ngỡ về mọi thứ đang diễn ra ở đây, thì Janet cũng kể lại sự tình ở trong thế giới lượng tử này, lúc đó đã gặp kẻ chinh phục cũng đang mắc kẹt như bà. Hắn nói là một nhà khoa học gặp nạn tên Căng, cùng cảnh ngộ lên đã bắt tay nhau làm việc khi hắn muốn cùng bà sửa con tàu để trở về trái đất, vì nó có thể di chuyển đa vũ trụ đi khắp mọi nơi mình muốn. Sau nhiều năm họ đã thành công hồi sinh lại được lõi năng lượng, hoạt động trở lại, nhưng khi lắp vào con tàu, Janet thấy hiện ra tất cả những điều trước đây mà anh ta đã làm, nhận ra Căng là một kẻ chuyên đi phá hủy các hành tinh, chứ không phải nhà khoa học mà hắn nói, chính vì vậy đã bị một thế lực giam giữ tại đây. Để ngăn cản hắn đi hủy diệt các hành tinh khác. Hiểu ra điều này, Janet đã biến hình bay đến cướp lõi năng lượng, rồi quyết định phá hủy nó để hắn không thể ra ngoài được. Nhưng trước đó Kang đã lấy lại được sức mạnh và từ đó đã biến nơi này thành vương quốc của mình. Còn Janet phải chiến đấu lẩn trốn cho đến khi được mọi người giải cứu. Bà hối hận khi chính tay thả con quái vật đó lên, giờ phải tìm hai bố con Scott để ngăn chặn hắn lại. Còn khi này Kang đến tìm hai bố con Scott, nghe cuộc nói chuyện thì biết trước hắn đã phang nhau với Thor rồi. Còn thằng Darren vì tội bốp chốc cướp lời liền bị trừng trị, hắn đang muốn nhờ Scott làm một việc để đưa hắn ra khỏi đây, còn nếu Scott không đồng ý thì sẽ hành Cassie cho đến chết. Thấy con gái đang chuẩn bị hắn hành hạ lên, Scott đành phải chấp nhận làm theo thôi. Sau đó hắn mở ra một cánh cổng không gian, bước đến đó xem thì ra là lõi năng lượng đa vũ trụ bị Janet cho nổ tung trước đó. Hắn muốn Scott xuống đó dùng hạt pim thu nhỏ lại nó rồi mang tới cho hắn, thế là xong chuyện thôi. Sau đó anh nhảy xuống lạng lách đánh vòng mượt như dầu gội xâm siêu qua các chướng ngại vật một cách đơn giản. Nhưng khi vào trong, Scott lại nhân bản ra một bản thể khác, đang bàng hoàng chưa hiểu thằng này là thằng đầu khớc nào, sao giống mình đến vậy, thì lại nhân bản thêm vài thằng nữa. Sau một hồi to tiếng thì đã nhân bản ra hàng ti tỷ thằng rồi, cả lũ cãi nhau loạn tùng bậy lên đâu là thật đâu là giả, sau đó cùng nhau chạy đến gần lõi năng lượng. Trong khi đó Janet cũng đưa hai bố con Hank cũng đến đó, và Bob cũng lao vào trong tâm lõi năng lượng, cũng xuất hiện những bản sao giống cô bay bên cạnh, nhưng được Janet chỉ bảo tâm phải tịnh kệ xác chúng nó thì mới làm cho cô không bị như Scott. Còn Scott lúc này bị đàn anh em bao quanh đến cử động cũng khó, lúc này anh hiểu ra mình càng sợ hãi thì càng bị đè lên, bình tĩnh tâm trí hô vang bảo anh em kéo lên ngon lành, dần dần thành một ngọn núi người chồng lên nhau cao vút. Cuối cùng anh thành công đứng trên đỉnh bắn hạt pim thu nhỏ, nhưng lại vô tác dụng khiến anh mất thăng bằng, khiến cả ngọn núi người ngã xuống dưới. Đúng lúc đó Bob có mặt rồi cùng toàn thể chị em hợp lại thành một, bắn nhiều những hạt pim vào trong lõi năng lượng, ngay sau đó thành công thu dần nhỏ lại thành một quả cầu. Mọi thứ trở lại bình thường thì Janet cũng bay tới đó, muốn Scott đưa lại quả cầu không được để tên Căng lấy được, nhưng lúc đấy hắn đã ở đằng sau mọi người chào hỏi rồi cướp lại quả cầu trong tay Scott dễ hơn cả ăn cơm. Thấy vậy Scott bốp biến hình lao đến thì bị hắn búng nhẹ cái làm hai người đã bay xa rồi. Trong khi đó tên Darren đã tìm đến chỗ phi thuyền Hank thăm hỏi, hai người gặp lại nhau không mấy vui vẻ, biết ý định hắn lên Hank phải lái phi thuyền bỏ chạy. Nhưng hắn đã ôm cả phi thuyền dùng đủ mọi vũ khí tấn công, khiến phi thuyền không thể trụ vững được rơi xuống. Janet thấy thế định chạy đi cứu thì bị Kang dùng nhất dương chỉ cho bà đứng yên rồi đến dẫn theo vào trong cánh cổng biến mất, đưa nàng về dinh nói cho biết kế hoạch của hắn sắp làm. Cùng với sự tức giận ứ động bên trong từ trước đến nay, giờ có lõi năng lượng này trong tay rồi,
hắn sẽ xóa sổ thiêu cháy toàn bộ các hành tinh đang tồn tại. Còn Scott và Bob lúc này tỉnh lại thì bất ngờ khi thấy ông ngoại đã mang theo những con kiến khổng lồ của ông đến. Thì ra lúc mọi người bị hút vào những con kiến ở đó cũng bị biết ở đây chúng sống một ngày bằng cả ngàn năm ngoài kia. Lên khoa học của chúng tiên tiến vượt bậc lên một tầm cao mới. Giờ có viện trợ rồi lên mọi người sẽ cùng nhau đi giải cứu Cassie và Janet. Còn khi này Cassie đang bị chúng áp giải đi, cô nhanh tay nhét Pim cho hai tên lính bị thu nhỏ lại đá bay đi, rồi biến hình bay đi thì thấy Jen Toza đang bị giam. Khi cô trở lại dạng thường để cứu cô, thì lại bị quân lính phát hiện lên Cassie đành phải trổ tài, lao lên lần lượt cho mấy thằng lính ăn hại sấp hết mặt mũi. Nhét mặt chúng vào mở khóa cửa giải cứu Jen Toza ra ngoài, nhanh chóng hai người lên kế hoạch để chiến đấu. Trong khi tên Kang đang lên truyền hình cho toàn dân biết, hắn chuẩn bị đi chinh phục cõi Vĩnh Hằng để xây dựng một đế chế. Nói chưa hết thì bị Jen Toza hách hiện lên hình ảnh Cassie. Jen Toza thì cầm cự bên ngoài, còn Cassie thì kêu gọi mọi người đứng lên chiến đấu chống lại tên Kang. Điều này làm cho mọi người có thêm dũng khí hơn, không nhịn nữa quyết đến chơi khô máu với hắn một lần. Kang thấy vậy đã tức sôi máu sai Darren đi tìm giết Cassie. Sau đó Darren đã tìm thấy cô và Jen Toza đang giải cứu người, để bảo vệ mọi người thoát Cassie một mình lao đến chiến đấu với hắn. Còn tên Kang lúc này đã lắp quả cầu chuẩn bị khởi động rời khỏi đây, nhưng lúc này Scott đã biến thành khổng lồ sừng sừng bước đến. Đi đến đâu thì dùng tay chân đập phá mọi thứ đều tan nát, thì ngay sau đó hắn cho các chiến thuyền lao đến đáp trả. Chúng quá đông bắn dồn dập khiến Scott bị yếu thế hơn, đang trong lúc chưa biết phải tính sao, may mắn đúng lúc đó người của các bộ tộc đến cứu anh. Bọn họ dũng mãnh dồn hết hỏa lực tổng tấn công, không cho một tên nào sống sót quay trở về căn cứ. Thấy khiếp quá chúng đã phải thu cây cầu lại để không sang được. Còn Zetora bên trên thì giã cho thằng rút cầu sấp mặt. Khi mọi người qua cầu lao vào thì chúng rút hết vào trong rồi. Đang bàn cách thì một chú hăng quá lao lên thì ăn một trận đạn liên hồi, cơ thể lỗ rỗ như dép tổ ong, khiến cậu ta nổi điên lên biến to lớn hút hết chúng vào bụng. Thấy tình hình ngày một căng không chạy nhanh thì còn cái nịt, lên căng đã ra lệnh điều khiển con tàu để chim én. Bên ngoài Scott thấy thế đã lao đến để ngăn cản lại, nhưng lại bị hắn mở loạt súng bắn liên thanh đến anh. Scott nhanh trí vớ được mái vòm làm khiên chắn đạn, nhanh chóng tiến lại gần phang cho hai nòng súng tan nát luôn, rồi dùng hết sức táng thẳng vào kết giới bảo vệ con tàu. Nhưng anh không đủ sức lại bị nó đẩy bắn đi xa. Còn Cassie lúc này thì đang bị Darren dồn cho cong phao câu lên, khiến cô bực cả cái lồng đèn biến thành khổng lồ, rồi tỗ cho một quả vào mõm khiến hắn méo sạch hàm, cũng túm được chun quần quăng quật hết qua trái rồi qua phải. Sau đấy cô đến khuyên hắn trở lại làm người đi, chứ đừng như một con chó săn tay sai của tên Kang nữa. Còn trong khi đó Scott và Bob đã lên kế hoạch mới. Scott thì thu nhỏ lại ngồi trên tay Bob, ném mạnh vào kết giới. Scott cũng biến thành khổng lồ, mượn lực ném đập vào kết giới ngon lành phá tan cả trong lẫn ngoài. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, đã giành chiến thắng, mọi người gặp nhau trong vui mừng hân hoan. Nhưng lúc này tên Kang mới đích thị ra tay, bay ra ngoài dùng hai tia laser khổng lồ quét cho một đường. Đi đến đâu là người chết đến đó, với sức mạnh này chắc không ai còn có thể sống sót. Dù Zatora và anh đầu vàng đến đánh nhưng không ăn thua là mấy. Anh đầu vàng còn bị phản lại đam lên cái đầu bị nổ tung ra. Các bộ tộc khác thấy vậy thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy te tua. Sau đó gia đình Scott bước đến đối đầu với hắn, không màu mè câu giờ làm gì nhiều, cả ba biến hình lao đến đánh hắn dùng các kiểu con đà điểu rồi. Nhưng thằng này nó vừa mạnh vừa khỏe trâu bò vãi đái, Scott đánh thế mà không hề si nhê gì cả, còn lần lượt bị hắn đánh bay đi một cách dễ dàng. Sau đó hắn được đà chém gió trên trời dưới biển tùm lum lên, thì ngay sau đó một đàn kiến khổng lồ của Hank kéo đến, súng bắn loạn xì ngậu hết cả lên do quân số đông. Lên đã nhanh chóng giết sạch mọi tên lính ở đó, chỉ còn lại tên Kang thôi thì đàn kiến lao thẳng đến để cắn xé. Nhưng lúc đấy hắn đã lập một kết giới bảo vệ, tưởng ở trong đó thì an toàn rồi. Nhưng lúc đó Darren đã quay xe lao đến tấn công hắn, khiến màng kết giới không đỡ được lên bị phá vỡ, rồi một đàn đông như kiến bâu vào cắn xé tên Kang. Sau đó mọi người đến cảm ơn Darren vì đã giúp đỡ, nói lời chăn chối cuối cùng rồi ra đi như một anh hùng Avenger. Còn lúc này Janet liên lạc với mọi người để rời đi khi còn có thể, rồi mọi người chia tay những bộ lạc ở đó để rời đi. Còn bà Janet đã mở cánh cửa thời gian ra rồi, lần lượt từng người bước đến vào cánh cửa trở về trái đất. Nhưng khi đến lượt Scott thì tên Kang tỉnh lại lao đến giữ anh, vì hắn cũng muốn trở về trái đất thoát khỏi đây. Nhưng Scott méo cho lao đến cản lại, rồi hai người có một trận đấu tay đôi với nhau. Nhưng Scott bị hắn tỗ cho một trận sưng hết cả mặt mũi lên, biết không lại được hắn lên. Scott đã tung bom phá hủy lõi năng lượng, nhưng hắn nhanh chân chạy lại nhảy sang thì Bob đã quay lại ra cho một đá cho hắn quay lại, rồi hai người lao lên hết bắn rồi đấm vào mặt hắn. Cuối cùng hắn bị lõi lặng lượng hút vào rồi nổ tung thành cho tàn. Lúc đó cũng hết thời gian, cảnh cửa cũng khép lại. Hai người
người ôm nhau khi nhìn thấy nơi này được bình yên trở lại. Trong lòng họ rất vui mừng vì đã làm được điều tốt. Còn ở trái đất khi này, Cassie định vị được vị trí của hai người, đã mở ra cánh cổng không gian đón bố mẹ về trái đất. Cuối tập phim, Scott trở về hưởng thụ những tháng ngày yêu đời nhất. Và bộ phim đến đây cũng hết rồi. Mọi người thấy hay ủng hộ mình để xem những phim hay nhé. Giờ thì bye bye các bạn.